Rồi xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị là một con Amply dòng cổ của hãng Victor, model là GV400 nha quý vị. Con này chạy 8 con sò than, tình trạng đẹp xuất sắc long lanh quý vị. Xuất sắc ha, quý vị nhìn ràn nút của nó nè ha, lóng lánh long lanh luôn. Cái mặt của nó nè, tuyệt vời. Hai má gỗ hai bên ha, tuyệt đẹp quý vị. Nắp trên thì bằng sắt, hai má gỗ hai bên bằng gỗ. Con này thì ghép được với những dòng loa châu Âu và dòng loa Mỹ, những dòng loa toàn giải, cho cái chất âm rất là trung thực quý vị, rất là thực, rất là mộc luôn quý vị. Khi xào quý vị ha, cái này của nó là sexy của nó luôn nha quý vị. Đây quý vị thấy ha, cái màu của nó nè, màu sexy của nó ha. Mấy cái này là nó bị như mồ hôi chúng ta, cái này đánh ra nó đẹp tuyệt vời luôn nè. Hai cầu lo ha, trong và ria. Phono các cổng, nói chung các cổng kết nối 8 phono đầy đủ hết. Rồi bây giờ sẽ dở nó hết cho quý vị xem ha. Đây, nội thất 7 màu nha quý vị. Cái phía sau á là nó 7 màu như vậy luôn nè, nhưng mà đánh ra là 7 màu như vậy luôn nè. Có nghĩa là cái này nó không có sơn mà nó chơi một cái màu sắc một là gì luôn ha. Mấy cái chữ nè, mấy cái chữ là nó khắc luôn nha quý vị. Nó khắc lên đây luôn chứ không phải là vẽ ha, khắc lên luôn. Linh kiện toàn xịn sò không nha quý vị, cực mới ha. Đây 8 con thang đây nè quý vị, 8 con sầm thang nha. Con này thì nó giống qua những con nét xanh đen trên những cái con 8.9 vậy đó quý vị. Đó tương đương vậy đó, 2, 4, 6, 8 con. Xài toàn là tủ Anna không luôn. Xài toàn tủ trắng Anna không nghe quý vị, tủ xịn không luôn. AM, FM đầy đủ hết, quá đẹp luôn quý vị. Ruột gan quá đẹp. Rồi, với một cái con Amply giá nó mềm như thế này, giá chỉ 3 triệu thôi. 3 triệu mà được bao ship toàn quốc khi quý vị chuyển khoản đủ. Còn quý vị đặt cọc COD thì bên mua chịu phí ship nha quý vị. Bây giờ em test cái này. À, em. À. Hát tốt hơn nha quý vị. Quý vị lưu ý là khi mà lưu ý là khi quý vị hát thì quý vị gắn cái cọng dây điện vô, làm cái anten vô đây nó hát mới được nha quý vị. Một đêm ân ái được 5 cung tần, chết ở tuổi 50 được. Rồi FM, FM thì nó tới 90 nha quý vị. Đến 40, ở tuổi các đệ ta còn là anh Bạch Đinh, giờ ta đã ngoại lục tuần. FM bắt ghê quý vị, bắt được mấy cái đài này là hay lắm nha. Thường tới 90 là mấy cái đài đó khó bắt lắm. Rồi giá 3 triệu đồng bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản đủ. Anh xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ruột gà quá đẹp, tem cờ đầy đủ hết. Con này rất là đẹp luôn nha quý vị. Rồi anh xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang.
Em xin cảm ơn.